Hôm nay các bạn cùng vào bếp để làm món tiết tiết thạch nhé. Nó mềm, nó ngon, nó mát như là thạch với mình nhé. Và bây giờ cùng làm với mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách làm tiết thạch nhé. Trước tiên tiết khi mua về nhé, mình sẽ cho ra một cái dây để mình nọc nhé, để cho tiết nó mịn hơn nhé. Đấy. Bây giờ mình sẽ cho ít bột ngọt vào. Các bạn cho một thìa cà phê bột ngọt vào. Và bây giờ mình sẽ cho một phần tiết, một phần nước vào nhé, các bạn đánh đi. Nếu mà vẫn chưa thấy nó đông thì các bạn pha thêm một ít nước nữa vào. Còn nếu mà nó pha một ít nước vào mà nó vẫn không đông được là tiết đấy bị hỏng nhé. Còn tỷ lệ là cứ một phần tiết, một phần nước cho mình nhé. Tiết phải lọc cho mình nhé các bạn. Quấy đều lên như một lúc nữa để cho cái mì chính nó tan và cái tiết và cái nước này nó hòa quyện vào nhau. Rồi, bây giờ mình chờ đợi nhé, một lúc nó sẽ đông. Bây giờ mình sẽ cho lát gừng vào cho nó thơm. Luộc với nhỏ lửa nhé, đến khi mà tiết nó sủi năm tăm thì các bạn vẫn cho nhỏ lửa và 30 phút là chín nhé. Khi luộc này các bạn cứ cho lửa nhỏ nhé và các bạn hớt hết cái bọt này đi cho mình. Và mở vung 30 phút sau là mình sẽ có, tính từ lúc nước nó sủi lăm tăm này, 30 phút sau là mình sẽ có cái tiết này. Và lưu ý là chúng ta luộc cái nồi đế dày để cho nó không bị bén ở dưới đáy nồi nhé. Hớt trên bề mặt để cho nó ra hết cái bọt đi. Đây các bạn, sau khi mà luộc xong ấy, mình sẽ để các bạn nhìn cái tiết nó mướt nha. Đây. Nó mướt, nó mềm luôn ạ. Đây. Các bạn thấy không? Tiết cực kỳ mướt luôn. Động vào phát là nó tan luôn ra này. Cho vào miệng là tan ngay trong miệng nhé. Đây là cách luộc tiết cực kỳ ngon nhé. Nhớ là cho lửa thật nhỏ và chỉ sủi năm tăm một tí đó. Nếu mà những miếng tiết nhỏ như này thì mình chỉ cần khoảng 15 phút là chín. Còn nếu mà để tiết to thì để nửa tiếng cho mình nhé.